Dễ dàng sở hữu nhà với chi phí ít ỏi. Những người mua bất động sản tại quốc gia này thường phải mất thêm hàng nghìn USD để cải tạo mới có thể chuyển vào sống. Chia sẻ câu chuyện của mình với Business Insider, cô Rubia Daniel, California, Mỹ, cho biết đã rất bất ngờ vào lần đầu tiên nghe kể về những ngôi nhà giá rẻ ở Italy. Để kiểm chứng cho điều này, cô đã tự mình đến châu Âu và chốt đơn 3 căn nhà tại một thị trấn nhỏ ở khu vực Sicily vào giữa năm 2019. Đặc biệt, cô Daniel chỉ tốn khoảng 3,3 đô la Mỹ để sở hữu cả 3 căn hộ. Nhận xét về 3 ngôi nhà của mình, cô Daniel cho biết những thị trấn vùng ven ở Italy làm cô nhớ lại về ngôi nhà thơ ấu tại vùng ngoại ô Brasilia, Brazil. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ là những cư dân ở đây đón tiếp cô vô cùng nồng hậu. Không chỉ yêu thích lịch sử phong phú của thị trấn, Daniel còn hào hứng với ý tưởng cải tạo lại những ngôi nhà bỏ hoang. Điều này rất có ích đối với môi trường. Chúng ta cần ngừng xây dựng và bắt đầu tu sửa những thứ sẵn có, cô cho biết. Hiện tại, cô Daniel đã lên những kế hoạch khác nhau cho 3 căn nhà của mình. Một căn được cải tạo thành phòng trưng bày nghệ thuật, một căn để ở và căn còn lại sẽ được sử dụng làm nơi chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc cải tạo đã bắt đầu từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng do đại dịch Covid-19. Do đó, Daniel hiện vẫn di chuyển qua lại giữa Mỹ và Italy để hoàn thành nốt công cuộc thiết kế nhà. Trên thực tế, cô Daniel không phải người duy nhất mua nhà giá rẻ trong chiến dịch phục hồi những thị trấn không người ở Italy. Quá trình đô thị hóa đã dẫn đến sự suy giảm dân số ở vùng nông thôn trong khi các thành phố lại trở nên chật chội vì mật độ dân cư dày đặc. Năm 2021, 9 ngôi làng ở miền Nam nước này đã đề nghị trả 33.000 đô la Mỹ để những người thuộc thế hệ Millennial chuyển đến ở với điều kiện giúp phục hồi dân số tại các thị trấn. Và điểm chung của những nơi này là chỉ có dưới 2.000 cư dân đang sinh sống, do đó, nếu không hành động kịp thời, chúng có thể biến thành thị trấn ma. Trước đó, một tỉnh khác tên Calabria cũng gây chú ý khi bán 12 ngôi nhà giá 1,14 đô la Mỹ ở làng Sincufrandi với mục đích phục hồi dân số. Vào năm 2019, thị trấn Camerata, tỉnh Camerata, thậm chí còn tặng nhà miễn phí cho bất kỳ ai muốn sống ở đó. Theo ông Vincenzo Zambrun, người đứng đầu thị trấn, đây là một phần nỗ lực để ngăn nơi đây thành đống đổ nát. Thậm chí bạn cũng chẳng cần đi quá xa trung tâm để mua một căn nhà 1 đô la Mỹ. Thị trấn Maensa ngay gần thủ đô Rome cũng giao bán khoảng 100 ngôi nhà với giá rẻ tương tự. Theo CNN, những ngôi nhà này được xây dựng từ những năm 1700 và bị bỏ hoang trong nhiều năm, do đó, họ cần người sinh sống để tân trang lại bộ mặt cho thị trấn. Tuy nhiên, việc sống tại một ngôi nhà 1 đô la Mỹ lại không hề dễ dàng. Theo ghi nhận của Business Insider, đa số những nhà với giá như vậy đều trong tình trạng đổ nát và thường cần một số tiền lớn để trùng tu. Vậy nên, dù chỉ bỏ 1 đô la Mỹ để mua nhà thì bạn có thể phải chi thêm hàng nghìn USD cho sửa sang nếu muốn chuyển tới đây ở. Phóng viên Tom Murray của Business Insider sau đó đã đi tham quan nhiều căn nhà 1 đô la Mỹ và nhận thấy những căn không nội thất sẽ dễ cải tạo hơn những căn nhà nhiều đồ đạc. Trông chúng như trong bối cảnh phim kinh dị, anh Murray cho biết. Tuy nhiên, nếu may mắn, bạn vẫn có thể sở hữu món hời là những ngôi nhà có cấu trúc chắc chắn và không bị hỏng hóc quá nhiều. Bù lại cho sự kém hoàn thiện, những thị trấn Murray đến thăm đều có người dân thân thiện, ẩm thực phong phú và thời tiết dễ chịu. Cư dân ở thị trấn Sambuca thậm chí còn bắt đầu học thêm tiếng Anh để phát triển du lịch nên bạn hoàn toàn có thể giao tiếp với họ. Phóng viên Business Insider bày tỏ sự lạc quan về tương lai của những thị trấn nhỏ này. Có thể ngày các thị trấn này tràn ngập người Mỹ, người Anh, người Nga sẽ không còn xa. Tuy vậy, anh Murray cũng khuyên những người muốn mua nhà cần nắm bắt thông tin về tình trạng bất động sản và có phương án cải tạo hợp lý trước khi mua. Theo Zing News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.